Đây, các em mình chuẩn bị vô bê tông các bạn. Bê tông bơm đèn. Đó là cái máy nó bơm bê tông lên đó ha. Cần thì dài giống cái vắng 25m à. Nghe lời các xem. Hết trời đi. Nó khiếp thiệt. Không biết còn nào. Chậu hồ nè bạn, rồi đưa lên. Không khủng nè bạn, quá. Biết mình chạy tới đâu. Gần này chắc khoảng 30 mét luôn các bạn ơi. 30 mét. Anh em đi vô bê tông là đưa lên các bạn. Đưa bê tông lên máy để lên. Quá chạy cao các bạn. Không chỉnh bánh không cho qua bạn, qua không được. Chỉ quay ở xa thôi. Quá trời nữa. Tầng này cao có 30 mét này các bạn. Chống cái chân nha bạn, vô lên hả? Con máy trồng hồ đẳng nó vô nè. Máy trồng hồ nè. Vô đây. Cái này mình ăn khối vậy anh? Khối mình như ta? Như đây 16 vậy. 16 nha. 16. Hả? 16. 16 nha. Có bao nhiêu khối mới làm? Hả? Có bao nhiêu khối mới làm? Thì anh mua một xe khoảng mà khoảng xe nó xuống đây không? Anh làm bao nhiêu? Như trung bình làm có khoảng 20 khối làm không? Dạ. Dạ, để hôm chụp số điện thoại lên. Đó. Dạ, để em lên không rồi. Còn nữa đó, còn bơm được á. Đây mình lấy Cà Mau á. Ờ. Anh lấy Cà Mau xuống không? Dạ. Ai thì có thì bán rồi. Dạ dạ. Còn đâu nữa? Còn mới đi. Còn.